Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận thông qua các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022. Tại phiên họp, qua báo cáo của các sở ngành liên quan, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đáng chú ý là các vấn đề về tình hình thực hiện quyết định chủ trương đầu tư nhóm C, về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố, về đề án đặt đổi tên đường năm 2022, về xây dựng chính sách hỗ trợ cho cán bộ y tế, về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực du lịch, về đề nghị cấp bổ sung nguồn vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, về ban hành nghị quyết chi tiền thưởng đối với các chuyên đề, giải thưởng đặc thù và về việc tách các tổ dân phố trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, tại cuộc họp cũng đã thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác như việc bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cho các đơn vị, về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của các quận, về phê duyệt giá đất cụ thể tại một số dự án trên địa bàn thành phố, về việc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề án thành lập khu phi thuế quan, về đề nghị phê duyệt đề án kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dân số, y tế, trẻ em trên địa bàn thành phố và nhiều nội dung các lĩnh vực khác.